là nổi tiếng, chẳng hạn như bài Cô Hàng Nước của Vũ Minh. Thưa quý vị, nhạc phẩm Cô Hàng Nước của Vũ Minh hôm nay sẽ đến với quý vị qua tiếng hát Hiếu Thuận, và cái hoàn cảnh vui tươi sẽ do các em sinh viên trường Đại học George Mason và các em hướng đạo sinh Liên đoàn Hồng Bàng trình diễn dưới sự chỉ đạo của anh Trực Nguyễn.
Ơi hỡi ơi nàng ơi, biết cho lòng anh